Tử vi tuổi Mậu Thân 1968, năm 2022. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe và sao chiếu mệnh năm 2022 sẽ giúp mệnh chủ tuổi Mậu Thân nắm bắt được những điều tốt và xấu để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất, có được may mắn giúp mọi việc hành thông trong năm Nhâm Dần 2022. Và bây giờ, hãy theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về tử vi của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm Nhâm Dần và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn, bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, thái tuế năm 2022 là hạo ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Mậu Thân hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Mậu Thân trong năm 2022. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, mệnh đại dịch thổ, thường có tính tình lạc quan, vui vẻ, phóng khoáng, thoải mái. Họ không ngại khó khăn, dũng cảm đương đầu với mọi thử thách trên đời. Tuy nhiên, họ không được phúc anh em, gia đình trợ giúp, phải tự tay lập nghiệp, độc lập, tự cường thì mới có thể thành công. Bên cạnh đó, tiền vận của họ có phần vất vả nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Mậu Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định. Địa chi của tuổi Mậu Thân trong năm 2022 là Thân gặp Dần, xung khắc địa chi, cần hết sức chú ý và xấu trên các phương diện. Còn thiên can của các bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm 2022 đó là Mậu Xung Thổ gặp Nhâm Xung Thủy là thất sát. Trong năm nay, các bác tuổi Mậu Thân nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh các phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết. Từ đó, mọi việc có thể hành thông, thuận lợi, tốt đẹp và yên bình hơn. Tháng may mắn trong năm 2022 của các bác tuổi Mậu Thân là tháng 4 âm lịch. Xem tử vi năm 2022 của các bác tuổi Mậu Thân cho thấy rằng tuổi hợp của mệnh chủ là tuổi Canh Tý 1960, Nhâm Tý 1972, Giáp Tý 1984, Giáp Thìn 1964, Bình Thìn 1976 và Mậu Thìn 1988. Cuối cùng là sao chiếu mệnh của các bác tuổi Mậu Thân trong năm 2022. Các bác trai tuổi Mậu Thân trong năm nay sẽ gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là một khung tinh thuộc vào hành kim, sau này chỉ mang đến những điều không may, bất kể đó là nam hay nữ thì cũng đều phải cẩn thận. Khi bị sao La Hầu chiếu mạng thì rất dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm hay bệnh tật và khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sau này chủ về mồm miệng sẽ gặp phải các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc sẽ có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra, khi gặp sao này cũng cần phải chú ý các bệnh về máu huyết và tai mắt.
Còn với các bác gái tuổi Mậu Thân cũng kém may mắn khi bị hung tinh kế đô chiếu mệnh. Bởi sau kế đô hay còn gọi là kế đô tinh quân trông coi, kế đô sau tam cửu khóc bị ai mang đến sự buồn khổ, chán nản. Đây được coi là một hung tinh với cả nam và nữ. Chính vì thế năm nay mà bị sao kế đô chiếu mệnh thì xem như bị xấu, đặc biệt ảnh hưởng rất xấu đến phái nữ. Với những người có thai sinh đẻ khi gặp hạn sau này thường ít bị ảnh hưởng. Ngoài ra khi gặp hạn sau này thường mưu sự khó khăn, thành ít, bạch nhiều. Tuy nhiên nữ giới đường kỵ nhiều hơn nam giới, cần chú ý tháng 3, tháng 9 âm lịch. Đặc biệt, việc tìm lành tránh dữ là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy, có cầu an và giải hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ ngành sao giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng ngành sao giải hạn, thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ cho tất cả mọi người, mọi nhà, đặc biệt là mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Để đăng ký tham gia nghi lễ ngành sao giải hạn, mệnh chủ hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy. Và trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Vậy nên mệnh chủ tuổi Mậu Thân hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy để đặt lịch gặp thầy và được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy và các vấn đề trong cuộc sống mà mệnh chủ đang gặp phải. Ngoài ra, các bác tuổi Mậu Thân năm 2022 cần cẩn trọng và chú ý trong tháng Nhâm Dần, tức tháng 1 âm lịch, từ ngày mùng 1 tháng 2 đến ngày mùng 2 tháng 3 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với những gia chủ tuổi Mậu Thân. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng kẻ tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đâu ập tới. Vào những ngày này, mệnh chủ cũng tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu cứ tiến hành vào những ngày này, có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, các bác tuổi Mậu Thân không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng trong thời gian này. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Mậu Thân trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong năm 2022, do các bác tuổi Mậu Thân vẫn phải xung thái tuế nên sự nghiệp gặp nhiều cản trở, thậm chí tụt dốc. Dù trong khi làm việc có nhiều sóng gió, các bác vẫn cần bình tĩnh quan sát, đợi chờ cơ hội, không nên hành sự lỗ mãng. Ngoài ra trong công việc, các bác sẽ không nhận được sự ủng hộ và dễ dàng đắc tội với cấp trên, còn làm mất những khách hàng tiềm năng, mọi thứ đều bị cản trở. Nếu có thể, các bác hãy lùi về phía sau, bàn giao công việc cho những người có năng lực giải quyết. Như vậy có thể níu giữ chân khách hàng, tránh được khủng hoảng, hiệu suất. Đặc biệt để cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2022, Thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Mậu Thân để vật phẩm mang lại những công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Vì phạm phải xung thái tuế nên tài vận của các bác tuổi Mậu Thân sẽ gặp nhiều nhiễu loạn. Có thể thấy con đường phát triển kinh doanh của các bác đang đình trệ, có hiện tượng hao tài. Năm nay tài vận rất khó được như ý. Trong thời gian này, các bác nên đặt trọng tâm vào con người, đợi đến lúc vận thế tăng lên rồi mới tính đến bước tiếp theo. Nếu các bác đủ may mắn để kiếm được tiền, đừng tham lam. Nếu các bác giỏi, các bác sẽ nhận được nó. Nếu có hành động tốt, sẽ có thể ổn định nguồn tài chính của mình. Ngoài ra, để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này, thầy phong thủy khuyến các bác tuổi Mậu Thân hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ các bác trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công. Áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Các bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 vào năm Nhâm Dần lưu niên, tình yêu và hôn nhân
vận thế gặp xung thái tuế, chịu ảnh hưởng, vận may dễ dao động. Do chịu ảnh hưởng của xung thái tuế nên cuộc sống của các bác vì thế mà không được tốt. Trong năm tinh khí có phần nóng này, khó tránh khỏi việc cãi nhau, còn có nguy cơ rạn nứt tình cảm gia đình. Kiến nghị các bác, các cặp đôi nên gia tăng sự quan tâm với nửa kia của mình. Lúc cần thiết có thể cùng nhau đi du lịch, chia sẻ nhiều hơn để thấu hiểu nhau, giúp đặt nền móng vững chắc cho mái ấm của gia đình mình. Ngoài ra, để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Mậu Thân hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên trong năm 2022. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Vận trình sức khỏe của các bác tuổi Mậu Thân trong năm Nhâm Dần không được tốt. Các bác không nên đến những nơi ẩm ướt, tối tăm hay có tà khí, có thể sẽ vướng họa vào thân hoặc tổn thương đến cơ thể. Ngoài ra, trong năm nay, các bác cũng cần phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, năng luyện tập thể dục, thể thao. Ngày nghỉ cũng nên dành thời gian bên gia đình, nên đi dã ngoại, đến những nơi nhiều cây xanh và không khí trong lành. Đừng tự nhốt mình giữa bốn bức tường với áp lực tình tiền sẽ khiến cho tâm sinh lý bất ổn. Đặc biệt trong thời gian này, các bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng thị tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu về vận hạn của các bác tuổi Mậu Thân trong vận trình năm 2022 theo sao hạn để hiểu rõ hơn. Trong năm 2022, các bác trai tuổi Mậu Thân gặp phải hạn Tam Kheo. Nhắc đến niên hạn Tam Kheo chiếu mệnh, người xưa có hai câu thơ lục bát: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, Tam Kheo đau mắt đề phòng tay chân. Hạn Tam Kheo là hạn xấu chủ về sức khỏe, chú ý đến các chấn thương ở tay chân. Không những vậy, khi gặp hạn này không nặng thì nhẹ, tai ương kéo đến bất ngờ. Bất kể là ai gặp hạn này đều mắc bệnh về xương khớp tay chân. Nhẹ thì đau nhức, mệt mỏi, nặng thì đa chấn thương, gãy xương. Tham gia lưu thông sẽ xảy ra tai nạn nguy hiểm đến chết người. Trong cuộc sống thì chịu cảnh tai tiếng thị phi, tình cảm trong các mối quan hệ sẽ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, bị người xung quanh lên án, phê bình, châm biếm, coi thường. Đặc biệt khi gặp hạn này, chịu nhiều áp lực về tâm lý, bất an, lo lắng. Còn với các bác gái tuổi Mậu Thân năm 2022 sẽ gặp phải hạn Thiên Tinh. Nhắc đến hạn Thiên Tinh, người xưa có câu thơ như sau: Thiên Tinh phải mắc xạ tai, ngục hình. Có nghĩa Thiên Tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các căn bệnh về tiêu hóa đường ruột. Còn bị ngộ độc thực phẩm, không kịp điều trị sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Hạn Thiên Tinh là hạn nặng nhất với chị em phụ nữ. Khi gặp phải hạn này, sức khỏe ngày một yếu đi, mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn chức năng, hấp thụ. Không những vậy, khi gặp hạn này sẽ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý. Công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào vòng tù ngục, tội phạm. Tài bay vạn gió, bị người khác vu khống, hãm hại. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ với quý vị về vận trình của các bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Thầy Gia Cát khuyên các bác trong năm Nhâm Dần sẽ cần mang bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh để bổ trợ thần mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiếu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên, địa, nhân, hợp nhất. Ngoài ra, vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là các bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp, tử vi của bản thân,
xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.